Cô xin chào Quang Nhật nhé. Cô vừa xem video bài học ngày hôm nay của con. Trong bài học này thì con thực hành cần phải cố gắng nỗ lực nhiều hơn, bởi vì các từ con đọc sai khá nhiều. Mình sẽ cùng chỉnh lại nhé. Từ sai thứ nhất là mình cần chỉnh lại cho cô, đó là từ carpenter. Carpenter. Từ thứ hai mình cần chỉnh lại, đó là từ artist. Artist. Cái từ này thì mình sẽ chú ý cô là nó có âm t, ester, ster đằng sau artist. Artist, ending sound mình chú ý nhé. Từ tiếp theo đó là từ painter. Painter, mình không đọc là painter nhé, vì nó là âm e i. Tiếp theo đó là từ bus driver. Bus driver, mình sẽ chú ý này. Từ tiếp theo là từ engineer. Engineer, mình sẽ chú ý nhé, engineer. Và từ cuối cùng đó là từ hairdresser. Hairdresser, mình sẽ chú ý cho cô những từ sau, được chưa nhỉ? Về lỗi thứ hai mà mình cần chỉnh lại trong cái bài đọc này của mình, đó chính là cái phần, cái khuyết điểm khi mình thực hành mẫu câu. Có một điều đó là con chưa phân biệt được cái cách dùng trợ động từ do và does. Mình sẽ chú ý cho cô này. Ở đây cái chủ ngữ nó là he và she, nên cái trợ động từ không mượn do, không đọc là what do he do, mà sẽ là what does he do, what does he do, or what does she do. Thì có ở đây có ba cái từ mà con sẽ phải sử dụng ngôi, đó là she, đó là từ an artist, an artist, an engineer, và a hairdresser. Đó là ba từ mình sẽ dùng cái cấu trúc đó là what does she do, đúng nhỉ? She is an engineer. She is an artist. She is a hairdresser. Đó. Đó là cái lỗi. Và ở còn các từ khác thì mình sẽ chỉnh lại nhá. Đó là một vài góp ý của cô trong bài của Quang Nhật. Quang Nhật chỉnh lại nha. Cô chào con. Say goodbye.